Trời ơi là trời quái đản thật sự luôn. Tôi đang tán gái ngon lành cành đào mà bé Lâm nó vô kêu cửa anh em ơi. Đúng kiểu chùm phá đám luôn ấy. Bé Lâm kêu cửa gì mông sòng vậy? Đâu? Nó đùa, nó thiệt, nó giỡn vậy mày? Dạ, nó hẹn anh hai. Trời ơi, là chơi gớm ghê ông nội. Một trận cuối nữa là bé Lâm lên top server mà 40. Đúng rồi đó anh hai ơi, xuống đủ của em mà. Ủa nhưng mà top 100 cái gì? Đúng rồi anh hai. Bây giờ còn trận cuối nữa em lên top server mà 40 rồi. Bây giờ em định cho anh hai coi em bắn nè. À, mình đang có định là cũng muốn xem bé Lâm là trận cuối nó bắn được top 1 không anh em ơi. Bây giờ là chỉ cần là bắn MV cũng như nhiều kill và lấy được top 1 là coi như lên top 100 rồi anh em ơi. Nhưng mà không biết là bé Lâm có giữ được top 100 không ấy. Nhưng mà trước tiên là phải lấy được top 100 đó anh em ơi cho nó ngầu lòi nha. Hôm nay là tôi phải gác sang chuyện tán gái của tôi anh em ơi đi xem bé Lâm bắn luôn ấy. Ok bây giờ chơi luôn nha. Chơi luôn hai ơi. Hello, lại là mình Sima đẹp trai có 102 đây. Lại là bé Lâm cảm ơn đây. Nãy giờ anh em mà chưa có nhắn like á, nhắn like mạnh đi anh em ơi, cảm ơn anh em nhiều nha. Bây giờ là tôi xem thanh niên mà đang top 100 là đang có bao nhiêu điểm anh em ơi. Thanh niên Lâm này nghe đâu nói là còn thiếu 8 điểm nữa anh em à, là coi như lên được top 100 rồi nha. Ok, như vậy là thanh niên này đang có là 33.298 điểm anh em ơi. Còn bé Lâm là đang có là 33.290 điểm nha. Như vậy là bé Lâm còn thiếu thanh niên này là 8 điểm nữa là coi như bé Lâm sẽ lên được top 100 rồi anh em ơi. Và để xem là một trận duy nhất này là bé Lâm có làm được không nha. Thanh niên Lâm là có vẻ trong trận đấu này phải nói là quyết liệt đó anh em ơi. Ok, bây giờ là anh em nhớ là comment bé Lâm cố lên để bé Lâm cố gắng cũng như là chinh phục được top 100 Việt Nam nha anh em ơi. Cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi, bây giờ là chơi luôn nha. Ok luôn hai. A few inches later. Tiếp đang an toàn. Hay lắm Lâm ơi, chơi khô máu đi. Bây giờ là bé Lâm sẽ bảo vệ cổng trời nha anh em ơi và sẽ lấy top 1 nha. Nãy đây rồi chơi. Sao mà đã được 1 kill? Bây giờ là bé Lâm phải cần đi kiếm MB40 nhưng mà hiện tại nó chưa có này. 2 kill nè. Trời, 2 kill súng nhưng mà không phải MB. Chạy cùng làng cuối xóm để kiếm mà không có MB anh em ơi. Trời ơi, MB40 đâu rồi? Bắn cái B90 nẻo ma đó nhì. Đây rồi. Đây nè. Hay quá Lâm ơi. Trời ơi, thiên Lâm này bắn ảo thế nhì. Ok, bây giờ là uống máu lại Lâm ơi. Ui, bé Lâm hết máu luôn rồi, quái đạn gì? Ui, có người công lên xong rồi, đây nè. Trời ơi, quá đỉnh luôn Lâm ơi. Nhưng mà cay một điều là không phải là kêu thuộc dạng MB40 anh em ơi. Cho nên là vô nghĩa anh em à. Ok, bây giờ là bé Lâm sẽ đi kiếm MB nha anh em ơi. Cây B90 này hơi ảo ma Canada đây. Trời ơi, MB40 của tôi đâu rồi? Tao hầm sát này để xem là có không Lâm ơi. Ê, có kìa Lâm ơi. Ui, đây rồi. Ngon rồi. Ha, có người trước mặt luôn anh em ơi. Hàng giờ súp lẻo ngon rồi, ngon rồi. Trời, quái đản nó biết ngầu không anh em ơi. Bụi cỏ này. Từ từ bình tĩnh nha Lâm ơi. Thanh niên này lương lẹo với ta. Công nhận là chúa tể lương lẹo luôn ấy. Lương lẹo nè. Rồi ok, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã có một kill đầu tiên thuộc dạng MB40 rồi nha. Ui. Đây rồi, chơi. Xin dính biệt cũ 2 kill MB40. Ngon cơm liền. Bây giờ trên bản đồ là còn lại là 28 người anh em ơi. Không sao, còn nhiều kill mà. Đây rồi, lụm đầu lắm ơi. Ui, MB40 nữa nè. Đúng rồi, chơi combo MB40 luôn anh em ơi. Bây giờ là bé Lâm lại trong trận đấu này phải thuộc dạng là có kill MB40 càng nhiều càng tốt ấy. Buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại liếm móng chân. Dở gì đâu vậy anh hai? Thế giới gì mày? Ê Lâm ơi, anh vừa nghe tiếng chân thì phải. Hình như là ở trên nóc nhà đó. Ui, mình nghĩ là khả năng cao là ở trên nóc nhà anh em ơi. Ok, tầm này là anh em thấy là hồng sáng rất là nhiều luôn nè anh em à. Nhưng mà vẫn chưa có ai này. À, một thanh niên ở trên nóc nhà. Nhưng mà hiện tại là bé Lâm đang cầm combo MB40 cho nên là bắn tầm xa không có được anh em ơi. Đợi là khi nào mà nó xuống là sẽ chơi khô máu luôn nha. À, 21 người cho bắn đồ. Chẳng lẽ nghĩ là tầm 10 kill là ngon rồi anh hai ơi. Đúng rồi, tầm 10 kill bằng MB40 là mình nghĩ là lấy tấm mộng nữa là đẹp rồi anh em ơi. À, để xem là ở đây có người nữa không nha. Cổng trời là thuộc dạng là nhiều người quái cả trưởng luôn. Hình như là bữa nay mấy thanh niên này ăn chay niệm Phật hay sao anh em ơi, không có ai luôn này. Bé Lâm vừa chi nã một thanh niên và hình như là thanh niên này đang ở nhà lờ ở sau anh em ơi. Từ từ để nhìn sau lưng á Lâm ơi, coi chừng là ở trên nóc nhà nó bắn tới là thôi bà đỡ luôn ấy. À, đây rồi, mình thấy là hình như dấu hiệu thanh niên này là ngay chân nhà lờ anh em ơi. Xuống chơi khôn máu luôn. Đúng rồi, ui. Xem tí nữa thôi là ngắm thua tỏi rồi anh hai ơi. Áo ma Canada thật sự luôn anh em ơi, công nhận thanh niên kia bắn cây gót là mạnh thật sự luôn ấy. Bé Lâm là đâu đó bị mất nửa cái mũ rồi anh em ơi. Ui, lưu đạn nữa kìa. Ê, công qua chơi luôn Lâm ơi. À, đi rồi. Ở đu, nó chạy vô trong. Hai người luôn Lâm ơi. Ui. Căng nha. À, hai thanh niên này đang giao tranh với nhau. Đây rồi. Một kêu nè trời. Châu gì? Đây nè. Ê, gượt luôn Lâm ơi. Ê, đu, nó chạy anh em ơi. Quải đạn. Chạy đi đâu con sâu nè. Trời ơi, nó châu kinh điển luôn anh em ơi. Không có nổi Togo còn gì nữa. Từ từ, đây rồi. Nó lại ở trong này nè anh em à.
công nhận là thanh niên này mang theo kỹ năng của Santino ảo ma tới nhì. Đúng rồi, phá bông keo. Ê, anh nghe tiếng mà nó nhảy ra cửa sổ rồi Lâm ơi. Đây rồi, hai đứa nó đang giao tranh với nhau. Đây rồi, giao tranh này. Đây rồi, chơi Lâm ơi. Giao tranh nè, một kêu nữa. Biển dông luôn chứ còn gì nữa. Ok, cuối cùng là bé Lâm nó đã có thêm một kêu từ MB40 nữa rồi nha anh em ơi. Bây giờ là di chuyển lên công trời Lâm ơi. Nghe giáo thính trước mặt của bé Lâm á là đang có người nè anh em ơi. Hình như là nó đang nhạc thính này. Ok, rồi không qua chơi luôn Lâm ơi. Chơi khôn máu luôn nè. Ui, nó đang giao tranh rồi Lâm ơi. Kèo thơm hồi kết rồi. Bây giờ là hồi kết rồi anh em ơi. Ui, còn 9 người này. À, bụi cỏ trước mặt rồi Lâm ơi. Hình như dân chơi này vừa giao tranh cũng như là thắng xong nó bọc bụi cỏ này. Ok, lũ đạn này, phai lan giò heo. Ném đi mày. Đây nè. Đù, quán trưởng thanh niên này biết bụi cỏ anh em ơi. Đúng rồi, công lên chơi luôn Lâm ơi. Đây nè, xin dính bị cổ. Trời ơi, châu vậy. Từ, bây giờ em công lên chơi luôn đi Lâm ơi. À, nó đặt cái trò. Sao mà đã được nè. Trời ơi, châu vậy. Thanh niên này thì tụt dạng là không cứu nổi tôi go anh em ơi. Lũ phá bom keo. Rồi, bây giờ để xem là thanh niên này là ga cũng như là có châu nữa không nha. Đây nè, trời ơi trời. Khoảng cái đạn châu cực kỳ luôn anh em ơi. Hình như là thanh niên này mang nguyên một combo giáp luôn hay sao ấy. Quái đạn thực sự luôn. Mấy Lâm bắn như thế mà nó còn chưa muốn nóc nữa đây. Anh ơi, đứng lại đi, đừng có chạy nữa, trời ơi là trời. Tính ra là bé Lâm gượng thanh niên này là từ thung lũng qua tới bên đây luôn mà nó chưa đứng lại, cũng như là nó chưa có phát hiện bé Lâm luôn anh em ơi. Trời, đứng lại đi, đừng chạy nữa. Đây rồi, nhờn á mày, chơi Lâm ơi. Đù, quả trưởng thanh niên này hình như là có mang theo kỹ năng của Antonio sao anh em à. Phai lên dù châu nè. Đây rồi, trúng luôn chứ còn gì nữa. Đây rồi, chơi Lâm ơi. Sao mà đã được. Tiễn dông luôn, lên bản số chấm cà luộc anh em ơi. Ok, bây giờ là còn lại là 5 người trên bản đồ anh em ơi. Đù, căng tới nhì. À, thì lúc nãy là tôi lại với Lâm thấy là có một thanh niên là đặt tên là C4 Gaming anh em ơi. Và không biết là hàng pha ke hay là hàng guild anh em à. Ê, đậu xanh gì bắn ghê vậy. Nhưng mà mình nghĩ là chắc hàng guild anh em ơi. Bởi vì là đứng ở trong chỗ sảnh cắm cờ cái kiểu anh em ơi. Hiện tên là C4 hi 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 á. Nhưng mà mình nghĩ là C4 nào mà cắm cờ anh em. Thôi xong rồi anh em ơi, bé Lâm là đang bơm máu lại nhưng mà bên ngoài là đang có người keo bé Lâm ấy. Tới công chị em luôn rồi. Ê Lâm ơi, bây giờ em phá keo chạy ra luôn Lâm ơi, coi chừng là nó ném lưu đạn vô là khỏi đỡ đi. Ui. Vừa nói luôn trời ngủ là trời. Từ, bình tĩnh Lâm ơi. Chạy lẹ. Thôi xong rồi anh em ơi, khả năng cao thanh Lâm này, dáng này ngủ cũng tỏi chắc luôn rồi đi. À đây rồi, ê, bạc tánh sư gia chạy lên chơi luôn Lâm ơi. Đã gọi là dân chơi là không sợ mới ghê luôn. Đây rồi. Chơi. Nhờ nó mày, trời nó trâu gì. Trâu tới nỗi mà mất mỏ tài luôn anh hai. Thanh niên này mang theo kỹ năng của thái sư gia anh em ơi. Đây rồi. Xin vĩnh biệt cậu. Xong phim luôn. Bé Lâm cuối cùng cũng được 10 kill rồi nha anh em ơi. Bây giờ là trên bản đồ còn lại là 4 người mà trừ bé Lâm ra là còn 3 người. Ha, ngon cơm, ngon cơm. Ok kìa. Thanh niên mà bé Lâm chi nã là cũng ra đi, không bao giờ trở lại luôn rồi anh em ơi. Bây giờ còn lại 3 người, chị em ra là còn 2 người. Còn 2 người nữa. Mình không biết là hai người còn lại đang ở đâu anh em ơi. Ê khoan, mình vừa nghe tiếng chân anh em ơi. Ui, hình như là em có nghe anh hai, hình như là ở trên đó. Đúng rồi, chắc chắn là ở trên chứ còn gì nữa. Khỏi chạy rồi, công lên chơi luôn Lâm ơi. Mày tới bến bữa nay rồi. Đúng rồi, công lên luôn Lâm ơi. Rồi, ở trước mặt Lâm ơi. À, đang ngồi núp. Trời ơi, nó biến ngộ không luôn anh em ơi. À, ngộ không? Ngộ chứ không nè. Xin dính biệt cũ luôn. Nhưng mà cái này có vẻ là cũng hơi trâu đây. Rồi, bấm máu lại Lâm ơi. Bây giờ là còn lại là một thanh niên nữa anh em ơi. Nhưng mà không biết là thanh niên này đang ở đâu ấy. Bây giờ là mới làm lông đầu đi. Này, giáp 4 luôn này. Tầm này mà kiếm được thanh niên cuối cùng nó ra cho gửi bắn tụi nó tàn hình lấy tới 1 luôn anh em ơi. Đù quái nồi, vẫn chưa có dấu hiệu mà gặp thanh niên cuối cùng này. Thanh niên cuối cùng đâu rồi ta, ra đây đi. Hình như tên bo hay sao ta. Nhìn tính ra là chỗ này khi mà giao tranh xong ấy, nó nghe tiếng súng rồi nó chạy lại đó anh em ơi. Nhưng mà không biết là nó đang ở đâu ấy. Thứ gì mà chịu cho nổi luôn. Có khi nào tăng bo không ta. Nhưng mà mình nghĩ là không có tăng bo đâu. Khả năng cao là như vậy anh em ơi. Bởi vì bo bây giờ đau kinh điển luôn ấy. Không biết là cái đứa còn lại ở đâu anh em ơi. Ở trên, ở trên. À đây rồi. Ê trời ơi, xém thì nó là bé Lâm cũng không tỏi rồi anh em ơi. Anh đi là bắn đau vậy ta. Hình như là thanh niên này bắn vô đầu bé Lâm nè anh em ơi. Ok, bây giờ bé Lâm cũng đã bơm máu lại rồi nha. Ê Lâm ơi, em có lưu đạn không Lâm ơi. Bây giờ là bé Lâm lấy lưu đạn cũng như ném lên á, là khả năng cao thanh niên đó là có khi nóc luôn ấy. Ok đây rồi, ném đi Lâm ơi. Lũ đạn đi nè. À, sao mà đỡ được này. Đúng rồi, trúng không? Trúng không đây, ui không trúng rồi. Quái đạn vậy, ném tiếp luôn Lâm ơi. Đúng rồi, ném những trái còn lại luôn. Hợp lý rồi, sao mà đỡ được này. Xin dính biệt cụ. Ok anh em ơi, bé Lâm tầm này là còn lại một trái quyết định này. Nhưng mà không biết là cái trái quyết định này có ném trúng không nha. Ok, ném luôn đi Lâm ơi. Ok, hợp lý rồi. Ui, quái đạn bao vô rồi. Ê, ê, xíu nữa là bé Lâm nó ngủm cơ tỏi vì cái lựu đạn của nó rồi anh em ơi. Trời, em ném gì kỳ ta. Hên là có dám chống nổ đây. Ok, bây giờ là, ê Lâm ơi,
Em lụm cái cây xuống trường em bắn nó luôn em ơi. Chứ nói chung MB tầm này là bắn không được đâu. Ok, cái chim có kiến rồi, qua anh sót luôn nè. Á đu, một viên luôn kìa. Yeah.